Sao bạn Nhật xin chào tất cả các bác. Em lên sóng giới thiệu các bác tiếp một cái chiếc máy rửa bát Panasonic TR1. Một con máy đã được bên em dọn test mọi chức năng, sạch đẹp, ngon lành, cành đào. Đấy. Chiếc này thì em bán là 2,9 triệu, bảo hành 1 năm cho các bác. Đấy. Giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Một con TR1 các bác nhé. Panasonic TR1. Công nghệ eco, rửa nước nóng các kiểu, thời gian sấy. Nói chung là về cơ bản thì máy rửa bát Nhật thì các tính năng từ đời này đến đời khác thì nó vẫn có như vậy thôi, không có gì thay đổi nhiều. Trước này em để mã số 1 nhé. Máy rửa bát đợt này giá thành nó rất là tốt các bác ơi, hợp lý, giá rẻ. Nội thất con này thì cũng khá là sạch các bác nhé, dây may so các thứ này trong sạch đẹp. Đấy. Giá thì rất là rẻ, trong này nó khá là rẻ rồi, cho nên là các bác cứ mua Panasonic, mẫu mã đẹp, lành bền, linh kiện sẵn. Bên em thì bán rất nhiều máy rửa bát, cho nên là linh kiện các bác cứ yên tâm nhé, mua bên em thì về linh kiện sửa chữa hay là cái gì đó hỗ trợ về kỹ thuật, bên em chuyên rồi, không phải lo về vấn đề mấy cái máy rửa bát Nhật này đâu. Đấy. 2,9 triệu các bác đã sở hữu một chiếc máy rửa bát rồi. Này, lưng tôn bên này rất là đẹp các bác nhé, phẳng đẹp. Đây là một series máy 01240. Riêng máy rửa bát Nhật thì nó rất là lành bền, đơn giản, không có gì để hỏng nhiều đâu, đơn giản lắm. Hai bên đầu hồi con này khá đẹp luôn các bác nhé. Các bác nào lấy thì các bác lô cho em nhé, chào các bác.